Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 225 của bộ truyện Cầu Ma tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Thằng Tiên Kiếp. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. gào thi lương vang vẳng, thân hình vỡ vụn bắn tung tóe. 60 vạn tu sĩ man tộc vùng lên, điên cuồng vì rời đi, chớp mắt khiến cho trong đầu họ chỉ còn lại một từ. Chính là giết. Tình hình ngươi sống ta chết khiến cho cuộc chiến biến càng kịch liệt hơn khi thế giới man tộc bị bàn tay to liên tục kéo ra ngoài. Đặc biệt là lời lúc trước tu minh đã nói, hắn cần không phải là đó hoa được che chở, mà là đại thụ sừng sững trong mưa gió. Ai là đó hoa, ai là đại thụ, Trận chiến này không có người chứng kiến cũng không cần, bởi vì sống chính là đại thụ, mà chết đi, dù cho không phải là đóa hoa, nhưng vẫn bị vận mệnh đào thải. Điều này thật là tàn khốc, rất là không công bình, nhưng mà trên chiến trường không có công bình, một dân tộc nổi lên trước giờ sẽ không có công bình. Nếu có ai dám đứng ngoài cuộc, không dám chém giết, vậy thì tộc nhân man tộc nhất định sẽ bị đào thải. Huống chi, trong cái trận chiến tranh này, không ai có thể đứng ngoài cuộc được vì người như vậy sẽ không sống được sẽ bị ngoại tộc tàn nhẫn mà diệt xác tiếng gào thê lương phát ra từ ngoại tộc từ man tộc chút ấm áp ngắn ngủi của phương thương lan trong thanh âm thê thảm này đã không còn cô ngẩng đầu nhìn lên trên nhìn xung quanh lộ ra vẻ bất nhẫn khi ta không có tu di như bọn họ thì ta đã đi tới nơi này khi ta có tu di như họ thì vẫn tiếp tục đi như vậy Ta không mong bọn họ có thể giống như ta Trải qua sinh tử đi đến như hiện nay Nhưng mà man tộc dùng lên Nếu chỉ có một mình ta Nếu lỡ thời kỳ hòa bình Thì lấy tu di hiện tại của ta có thể làm được Tuy nhiên trước mắt là toàn man tộc đứng dậy Cần toàn bộ tu sĩ man tộc cố gắng Ta cần họ làm Là trước bất cứ tai kiếp nào trong tương lai Đều có tư cách sống sót bên ngoài Dù không có ta Tô Minh ngẩng đầu nhìn cuộc giết chóc bên trên Tụi mình thấy tộc nhân manh tộc chết đi, thấy bọn họ anh dũng chém giết. Nhìn đến đôi mắt bọn họ đỏ rực, dần càng điên cuồng hơn. Chờ khi nào mà họ chém giết với người khác biến thành lạnh lùng, thành thói quen, thành thích ứng, thì họ mới thực sự trưởng thành. Bây giờ họ chỉ như là đứa trẻ trong tộc mà thôi. Tụi mình mở miệng, có tia sáng tím vọt ra. Tuyệt ý kiếm biến thành cái luồng sáng tím bay ra, quét lên trên, phút chốc tiếng hét thảm vang vọng. Có bốn ngoại tộc tham gia vào cuộc chiến, tu vi có thể so với trưởng cảnh người khẽ rung đầu và thân hình tách ra tắt tác thở chuyện chàng rời khỏi man tộc đã trải qua thứ gì ta biết phương thương lan nhìn tu minh ánh mắt dịu dàng và có bức nhẫn nắm tay tu minh <laughs> Tao quên mất là nàng có cái năng lực đó tu minh ngây ra cười khẽ Tụi mình nhớ tới Phương Thương Lan có năng lực thấy nhân quả của người khác. Loại thuộc pháp thượng thông này hắn chưa từng thấy ai có ngoài man tộc nắm giữ cả. Dù là ở man tộc thì hắn chỉ thấy một mình Phương Thương Lan thôi. Có lẽ sư phụ của Phương Thương Lan càng am hiểu hơn. Có lẽ trong mạch truyền thừa của cô có người có thể tính thiên tính địa. Có lẽ... Tù mình nghĩ đến đây, bỗng nhiên rung lên, mắt sâu thẳm liếc Phương Thương Lan. Tại sao ở trong đất âm tử Phương Thương Lan có được sự sống, tại sao sau khi phương thương lan bị yêu cầu trở thành man phi thì có thể ngưng tụ ra hồn man tộc khiến cho người man tộc tôn kính trừ sức hút cá nhân của phương thương lan ra có lẽ bởi vì trong huyết mạch truyền thừa của cô tồn tại hơi thở khiến cho người man tộc thấy thân thiết tại sao phương thương lan và mạch sư phụ của cô có thể nắm giữ thần thông dù là tô minh nhìn thấy cũng cao thâm khó dò có thể thấy quá khứ của người khác những điều này hiện ra trong lòng tô minh hắn mơ hồ tìm được đáp án khi đáp án xuất hiện, trong đầu Tô Minh hiện ra tình cảnh ở trong chúng linh điện. Quay về năm tháng xa xưa, thấy manh công tính manh thiên, thấy người mù sửa huân còn có A Công nữa. Vòng xoáy âm tử phát ra tiếng nổ càng mãnh liệt hơn, xung quanh chém giết càng thảm liệt vô cùng. Cùng lúc đó đức manh tộc thăng lên, đối kháng với lực hút từ cái vòng xoáy âm tử càng lên càng cao. Một lát sau trong tiếng nổ đinh tai nhức ốc, đức manh tộc chợt nâng lên cách cái lối ra vòng xoáy gần ngay trước mắt. 60 vạn tu sĩ man tộc trong thời gian đức man tộc xuyên cái vòng xoáy này thì đã có gần 20 vạn mà chết đi rồi. Số còn lại dù mắt đỏ rực, có sát khí tràn ngập, nhưng mà không điên cuồng nữa, có dấu hiệu lạnh lùng. Sự lạnh lùng đó là thói quen giết chóc, sát khí mãnh liệt hơn cả điên cuồng, như là khối sắt giờ đang được rèn dũa thành mũi kiếm. Trong 40 vạn tu sĩ còn lại của man tộc này, có 8 vạn người là mệnh tộc, không tử thương bao nhiêu, vì bản thân họ đã quen với việc giết chóc nên sẽ không mau chóng mà lộ ra mũi nhọn bây giờ giết chóc cùng ngoại tộc trận chiến đầu tiên sau khi họ tăng cao tu vi đã rèn luyện mũi nhọn mệnh tộc thành thanh bảo kiếm một thanh kiếm sắc bén nó có thể diệt thiên quân đặc biệt là nam cung ngân trong cuộc chém giết khí thế thay đổi gã đứng đó như răng nanh dính máu khiến cho người nhìn thì lòng rung lên lạnh lẽo chính lúc này tiếng gầm điếc tai truyền đến bên trên đất man tộc trong vòng xoáy chốc lát xuất hiện nhiều ngoại tộc hơn Thực lực tổng thể của người ngoại tộc không yếu, họ thủ hộ vòng xoáy này, ngăn cản bình chướng cuối cùng không cho ai đi ra. Từ trên người ngoại tộc hình dạng khác nhau, tu minh cảm nhận hơi thở quen thuộc về tiên tộc. So với 40 vạn tu sĩ man tộc mệt mỏi, thì đám ngoại tộc vừa xuất hiện tựa như hung thần. Dường như ướm chờ tại đây rồi, vừa nhìn thấy đất man tộc thì rít gào bay lên, thì xoay quanh bên trên đất man tộc. 40 vạn tu sĩ man tộc cùng nhau bay lên, ngoại tộc thì lộ ra vẻ dữ tợn, khát máu, ngửa đầu mà gào thét thì nhau lao hướng tu sĩ man tộc. Số lượng ngoại tộc cũng là mấy chục vạn, đây là cuộc chiến tranh không công bằng. Dù trong quá trình dân tộc vùng lên thì hai chữ công bình hư vô như thiên mệnh vậy. Nhưng mà giây phút này ở trong mắt tu minh, nếu hắn hy vọng có công bình thì chắc chắn sẽ có. Mắt thấy những tộc nhân man tộc lộ ra sát khí, định lao ra, thì tu minh kéo phương thương lan tiến tới trước, vùng lên tay trái. Thanh âm khiến cho tộc nhân man tộc kích động vang vọng Ta đến nói cho các ngươi Cái gì gọi là công bình trong dân tộc dùng vậy Khi giọng tu minh vang lên Tay trái bỗng ứng xuống đất Như bắt lấy cái gì mà vung lên Trong phút chốc Đức man tộc dấy lên tiếng nổ ngập trời Rung lắc dữ dội Bên mép xung quanh đức man tộc như dấy lên biển lửa Đó là ngọn lửa do vòng xoáy ma sát Nhanh đến cực hạn thì lóe lửa Lửa vòng quanh Đức man tộc nhìn từ xa tựa như quả cầu lửa to lớn Quả cầu ầm ầm tăng vọt tốc độ gấp mấy lần tốc độ cực nhanh nên xuất hiện ngọn gió khiến tu sĩ man tộc không thể bay lên trời cùng đáp xuống đất khoanh chân vận chuyển tu vi triệt tiêu cùng lúc đó họ ngẩng đầu nhìn đất man tộc biến thành quả cầu lửa cuốn tất cả tu sĩ man tộc lao hướng lối ra vòng xoáy âm tử vì tốc độ cực nhanh nên mà khi lao ra đụng phải mấy chục vạn tộc nhân ngoại tộc thì giây phút va chạm trong tiếng nổ tiếng hét tiếng gào thê lương khó tả hoàn toàn vang vọng rất khó miêu tả tình cảnh thảm liệt này mấy chục vạn tu sĩ ngoại tộc tựa như lấy trứng chổi đá một cái chớp mắt tiêu diệt mười vạn dây sau là mười vạn vỡ mười vạn nát và chạm mãnh liệt hỏa cầu khó có thể chống cự mang đi vô số huyết nhục phá hủy vô số linh hồn như ngọn lửa cắt đứt sinh mệnh lạnh lùng phá hủy hết sự tồn tại trước mặt ngăn cản lối đi trong phút chốc man tộc từ trong cái vòng xoáy âm tử âm một tiếng trực tiếp lao ra hơn phân nữa khiến cho người man tộc lần đầu tiên thấy trời sau chân giới đây chính là một dân tộc nổi dậy thì cần công bình. Giọng tu minh lạnh nhạt văn vẳng rơi vào tay của mỗi một tộc nhân manh tộc. Mọi người trong giây phút này lại cất tiếng giống lớn nhất trong đời. Man thần! man thần! man thần! Hơi thở chân giới tràn ngập, vòng xoáy âm tử khó có thể tiếp tục lực hút. Không ai ngăn cản được manh tộc rời đi. Tựa như dân tộc này nổi dậy, sau này không gì có thể ngăn cản được nữa. Đang cùng bọn họ ở bên ngoài chờ ta Ta còn có một số việc cần quay về âm tử một chuyến Tô Minh cúi đầu mỉm cười nhìn Phương Thương Lan Nhưng mà Tu Minh mới nói tới đây Thì người bỗng rung lên Vụt ngẩng đầu nhìn chầm chầm hư vô Biểu tình nghiêm túc chưa từng có Chính lúc này thiên linh lão nhân ở bên cạnh Tu Minh hiện ra Lặng lẽ xuất hiện Nhưng mà lời nói như tiếng sấm rơi vào tinh thần Tu Minh Thằng tiên kiếp của người đã đến rồi tô minh trở lại vòng xoáy âm tử trừ vì man tộc ra còn để tìm hơi thở của đế thiên cho nên lúc lao ra khỏi vòng xoáy âm tử hắn mới nói với phương thương lan là sẽ lại vào trong vòng xoáy âm tử nhưng mà tô minh chưa nói xong thì trong chân giới thuộc về hắn chợt xuất hiện cảm giác nguy hiểm khoảnh khắc tràn ngập tinh thần hắn nguy hiểm này mãnh liệt cho hắn cảm giác cửu tử nhất sinh thậm chí thập tử vô sinh lời thiên linh lão nhân nói còn vang vọng đâu đây sự thật là dù lão không nói thì tô minh cũng biết linh tiên kiếp của hắn đã đến rồi Tô Minh im lặng, dây lát sau bỗng tiêu sái cười, nhìn chầm chầm Phương Thương Lan. <laughs> Hãy mang theo manh tục, chờ ta ở bên ngoài đất âm tử. Mặt Phương Thương Lan tái nhợt, lần này không phải vì không thích ứng với hơi thở chân giới, mà cô đoán trước lúc nãy trên người Tô Minh xảy ra biến đổi gì. Biến đổi này không phải tạo hóa, mà là cuộc sinh tử kiếp. Phương Thương Lan nhìn Tô Minh, cô lặng lẽ ôm hắn, không lên tiếng, không có nói lời nào. Tất cả đều ẩn chứa trong cái ôm này không thanh âm vô tận phương thương lan xoay người rời đi từ đầu tới cuối cô không hỏi không lưu luyến không rời chỉ là trước khi phương thương lan xoay người thì trong mắt có sự kiên quyết không để tu minh phương tâm giúp hắn dẫn dắt man tộc là mục đích duy nhất hiện giờ cô có thể làm được đức man tộc vang tiếng nổ ngập trời lao ra khỏi vòng xoáy âm tử bên bông trong trời sau chân giới trời sau này là phương thân của tu minh tất cả hơi thở nơi đây thay đổi chỉ cần chốc lát là thần niệm của hắn làm được ngay tù minh nhìn đất man tộc quốc xa nhìn vô số tộc nhân man tộc bái hướng mình nhìn phương thương lan ở trong đám người nhìn chăm chú vào mình nụ cười trên mặt tù minh càng tiêu sái hơn linh thiên kiếp nếu là trạng thái hiện giờ của ta có thiên linh lão nhân giúp đỡ mà không đổ qua kiếp nạn này được thì trên đời này có lẽ không ai thực sự vượt qua được rồi mắt tù minh lộ ra tia dứt khoát, xoay người cất bước đi hướng vòng xoáy âm tử lý do tụi mình chọn cái vòng xoáy âm tử trừ vì tìm ra dấu vết của đế thiên tìm hiểu bí ẩn trong vòng xoáy âm tử ra thì khi cái lúc mà linh tiên kiếp đến thì thiên linh lão nhân đã thì thầm kiếp này sắp tới gần ngươi còn có bảy ngày sau bảy ngày dù ngươi có ở đâu thì kiếp nạn này sẽ buông xuống nhưng không biết nó dùng cách nào giáng xuống đây thôi vào trong vòng xoáy âm tử này nếu như ta đoán không sai thì ở đó là nơi thích hợp cho ngươi độ kiếp nhất tam hoàng được trong đầu tô minh toát lên lời nói nghiêm túc của thiên linh lão nhân hắn ngoái đầu nhìn lão đứng cạnh mình biểu tình thiên linh lão nhân nghiêm túc nhưng càng nhiều là mong chờ lão trông chờ kiếp của tô minh đến đi lão chiến đấu với kiếp nạn trong cuộc chiến thiên linh lão nhân thua là chết nếu thắng thì có tư cách bước vào chính lần linh tiên dù là vì lão hay là tộc nhân của mình thì lão đều phải chiến đấu với linh tiên kiếp này bảy ngày hơn, vậy là còn có chút thời gian để đi tìm đế thiên Tu Minh bước vào cái vòng xoáy âm tử, xé gió lao đi. Lực hút trong vòng xoáy và hơi thở tử vong không ảnh hưởng nhiều đến Tu Minh. Tu vi đến trình độ như Tu Minh thì trừ phi gặp một số tồn tại viễn cổ, nếu không thì sẽ không chết. Mắt Tu Minh chớp lóe, xé gió lao vào trong thế giới không gian ở vòng xoáy âm tử. Đó là thế giới đầy biển, khá giống với Tử Hải của Man tộc, nhưng màu sắc không phải là đen mà là xanh. Khi bước vào cái thế giới này, thì Tu Minh tản ra thưởng thức, quét sơ khiến cho những tộc nhân trong dưới này chấn động. Tu Minh lập tức xoay người rời đi. Không có. Tu Minh thì thào. Tu Minh lại lắc người chớp mắt tiến vào một cái thế giới không gian khác. Ở đó có sa mạc mênh mông vô bờ, hơi thở tử vong đậm đặc, hình thành sương khói. Khi Tu Minh bước vào, thần thức khuếch tán, sương nhanh chóng biến mất. Chỗ này cũng không có. Tu Minh quét thần thức, xoay người rời đi. Tu minh lao nhanh ở trong vòng xoáy âm tử bước vào tất cả thế giới không gian ở trước mặt của mình mỗi khi vào nơi nào là hắn sẽ mở ra thần thức tìm hơi thở của đế thiên lấy thần thức chân giới của Tu minh chỉ cần hắn vào trong không gian mà đế thiên ẩn nấp thì có tự tin dù không thể hoàn toàn phát hiện nhưng chắc chắn tìm ra manh mối một chỗ hai chỗ mãi đến một ngày qua đi Tu minh tìm trên ngàn không gian nhưng mà không phát hiện ra chút hơi thở của đế thiên dù sao trong vòng xoáy âm tử này tồn tại nhiều thế giới không gian đối với toàn vòng xoáy âm tử này không đến mức như một cọng lông Trên chín, chính con trâu nhưng mà cũng là rất nhiều nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì dù dùng hết bảy ngày cũng khó mà tìm ra dù sao thế giới không gian tại đây rất nhiều tôi minh đứng ở giữa vòng xoáy âm tử mắt chớp lóe bỗng dơ lên tay phải vỗ vỗ cái trắng cú vỗ này làm cho người tu minh rung lên Thần thức như tách ra từ một biến thành hai từ hai biến thành bốn cho đến khi tròn một vạn vạn phần thưởng thức vòng quanh tu minh ở trong vòng xoáy âm tử hình thành cái vòng xoáy khác một vạn thần thức đối với tu sĩ thì không thể tưởng tượng bởi vì nếu thần thức biến thành vạn phần thì chắc chắn sẽ bị suy yếu đến cực độ thậm chí căn bản không thể làm được điều này sẽ bị thần thức toái diệt người chết tu minh thì đã đoạt xá đạo thần chân giới linh tiên có được một chân giới phân thân nên mới có tư cách như vậy biến thần thức thành một vạn phần mà vẫn giữ được năng lực tra xét cho mỗi một phần thần thức mắt tu minh chợt lóe hai tay đẩy tới trước vạn phần thường thức bùm một tiếng bắn nhanh bốn phía chớp mắt xông vào một vạn không gian thế giới càng quét tìm kiếm dấu vết của đế thiên thời gian trôi qua ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư tụi mình không ngừng vào sâu trong vòng xoáy âm tử thường thức của hắn liên tục tìm kiếm ở trong mỗi một vạn không gian nhưng mà hơi thở của đế thiên như đá chìm đáy biển vậy đã bốn ngày trôi qua rồi tụi mình tìm rất nhiều thế giới không gian nhưng mà không phát hiện ra chút hơi thở nào của đế thiên cả Tu Minh im lặng, vẫn đang tìm kiếm. Nếu không phải lúc trước hắn chắc chắn phát hiện hơi thở đế thiên tại đây, thì hắn đã sớm từ bỏ rồi. Tiếp theo ta nghĩ không phải là thế giới không gian. Khi ngày thứ năm đến, thiên linh lão nhân đi bên Tu Minh khàn giọng nói. Thiên linh lão nhân đầy ẩn ý liếc Tu Minh, tán ra thưởng thức, lấy lão làm trung tâm nổ lên cái vòng xoáy bảo tố cuốn bốn phía. Quét bác hoang, đây là vòng xoáy do ý chí tám lượng linh tiên của thiên linh lão nhân biến thành vòng xoáy mênh mông khi cuốn động thì có thể thay thế vòng xoáy âm tử kích cỡ đang trướng to ra chồng lên cái vòng xoáy âm tử cùng với sự xuất hiện của cái vòng xoáy này thần thức của thiên linh lão nhân dung nhập vào mỗi một thế giới không gian trong vòng xoáy âm tử càng quét nguyên vòng xoáy âm tử như rung lên các sinh linh ở trong thế giới không gian vào giây phút này cảm nhận được ý chí của thiên linh lão nhân chúng run rẩy dưới ý chí này sợ hãi thậm chí là nỗi tuyệt vọng không thể phản kháng So với ba ý chí bị tu minh tiêu diệt, so với thiên linh lão nhân thì họ như là đơm đốm vậy. Còn lão là vườn trăng có thể chiếu sáng toàn thế giới. Đây là sinh mệnh không cùng đẳng cấp. Trong khoảnh khắc này, vòng xoáy âm tử của tám thế giới không gian bị phong kín như là được xóa đi mọi dấu vết tồn tại rồi. Vậy mà cũng bị chấn động vì ý chí của thiên linh lão nhân. Tam hoàng ngũ đế, bao gồm cả đế thiên, tinh thần của tám người chớp mắt xuất hiện dao động, nhưng mà họ vẫn không hành động gì, mặc kệ không gian này chấn động sắp tan vỡ. Mãi đến khi không gian họ ở, trên bầu trời vỡ ra, mặt đất có khe nứt, lối vào bị phong kính nứt vỡ, thì tam hoàng ngũ đế này có mấy người không kiềm được mà tản ra thần thức, định làm cho không gian này khép lại. Khi bọn họ phát ra thần thức thì cũng biến sắc mặt. mau thu thần thức lại! Đế thiền cảnh báo quá trễ, khoảnh khắc thần thức của mấy người kia định tu sửa không gian mình ở, thì ý chí của thiên linh lão nhân tách ra khỏi các không gian, cùng dán xuống tám không gian mà tám người tam hoàng ngũ đế đang ở nhưng thiên linh lão nhân không bá đạo càng quét mà buông xuống sông thì mau chóng rời đi khi ý chí của thiên linh lão nhân rời khỏi không gian tám người ở tỉnh lặng lại tám người tam hoang ngũ đế bao gồm cả đế thiên đều sắc mặt âm trầm không nói câu nào từ lúc thiên linh lão nhân toát ra thần thức đến khi kết thúc thì chỉ khoảng 15 phút lão thu lại thần thức tiếng nổ dần dần biến mất ý chí hình thành cái vòng xoáy cũng mất đi tám thế giới không gian bị phong ấn từ bên trong kiểu cách phong ấn giống như dòng xoáy âm tử vậy. Tám người bên trong thân hình đã cương hóa rồi, ý chí càng dữ dội hơn, không hề yếu đâu. Linh tiên kiếp của ngươi sắp tới rồi, lão phu đề nghị mặc kệ tám người này đi, tạm thời bỏ qua họ có thù hận gì với ngươi. Thiên linh lão nhân nhìn tu minh, chậm rãi nói. Biểu tình của tu minh như thường, ánh mắt giao nhau với thiên linh lão nhân. Linh tiên kiếp tới gần nên giảng bối cũng biết chừng mực mà, thì một trong tám người kia là vì lo lúc đổ kiếp á kẻ đó sẽ đột nhiên xuất hiện quấy rầy thôi nếu bây giờ bọn họ phong bế không gian mình ở không muốn cho ai tìm đến nữa vì bảo đảm không ra ngoài ý muốn xin tiền bối giúp họ một phen đi hoàn toàn phong ứng không gian của họ lại giọng tô minh bình tĩnh nói tô minh nghe ra được thiên linh lão nhân không muốn tham gia vào chuyện này nhưng vẫn lạnh nhạt trả lời mắt thiên linh lão nhân chật lóe lập tức giơ tay phải vung hướng cái vòng xoáy âm tử bên trên trong tay lão xuất hiện tám ấn ký phụ văn ẩn chứa dấu ứng ý chí dung nhập vào trong cái vòng xoáy, rơi vào cái lối vào tám không gian bị phong ứng. Tu mình ở trong vòng xoáy âm tử, mượn tay thiên linh lão nhân hoàn toàn phong ứng thế giới tam hoàng ngũ đế ở. Bên ngoài vòng xoáy âm tử, đức man tộc bền bồng trong trời sau, vô số tu sĩ man tộc ở bên trên im lặng nhìn cái vòng xoáy âm tử xoay tròn. Đây là lần đầu tiên bọn họ rời khỏi đất âm tử, lần đầu tiên ra bên ngoài, giờ trong lòng tràn ngập các loại suy nghĩ. Đặc biệt là man thần của họ còn ở bên trong, họ lộ ra vẻ mặt lo âu. Trải qua cuộc chém giết khốc liệt, bây giờ tộc nhân man tộc như là dục hỏa trọng sinh, khí thế biến đổi. Mặc dù họ im lặng, nhưng mà trong mắt có sự quyết tâm. Đó là nếu tụi mình không ra thì họ vĩnh viễn không đi, thậm chí không tiếc trở về trong vùng xoáy âm tử. Loại khí thế này mặc dù lúc trước họ có, nhưng mà không dứt khoát như hiện tại. Giờ lúc hai chữ dứt khoát toát ra đại biểu khí thế khó giấu. Phương Thường Lan khoanh chân ngồi trên ngọn núi bên mép mặt đất mắt nhìn cái vòng xoáy âm tử hùng vĩ bên dưới trời sau vòng xoáy âm tử tựa như linh tuyền rực rỡ nếu không phải tử khí mông lung thì sẽ cho người ta cảm giác xinh đẹp chói mắt phương thương lan chờ đợi ngàn năm rồi dù có lâu hơn thì vẫn sẽ tiếp tục chờ nhưng dường như vận mệnh quyến luyến phương thương lan khiến cho ngàn năm đến tô minh ở bên ngoài cô ở bên trong bây giờ phương thương lan đi ra còn tô minh thì ở trong đất âm tử tương tự cùng lúc đó trong đạo thần tông trong tông mông cửu phong đang khui chiên gõ trống gia cố, dù có phòng hộ trận pháp hay ba phương thế lực dung hợp đều mau chóng thay đổi bộ mặt của cửu phong, dường như thay đổi từng ngày, khiến nó tổng hợp lại. Cửu phong là sơn môn của đạo thần tông ngày xưa, mỗi ngày vô hình tăng mạnh. Đại quân đến từ âm thánh chân giới, để tứ chân giới trong khoảng thời gian này xuyên qua giới tuyến, theo lời mời của sứ giả cửu phong một đường xé rách gió lốc, theo 10 vạn tu sĩ cửu phong phái ra, tổng cộng có 30 vạn tiên phong tới gần cái lỗ hổng đó. Chỗ này là phòng tuyến thứ nhất của tam hoang đại giới đối kháng với ám thần và nghịch thánh, cũng là nhóm đại quân đầu tiên. Toàn đậu thần chân giới đang căng thẳng, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong không khí nặng nề tựa yên tĩnh trước cơn bão, không ai biết khi nào thì ám thần và nghịch thánh sẽ rít gào dán xuống từ cái lỗ hổng tam hoang đại giới. Nhưng một số tu sĩ có tư cách đều hiểu ngày nào đó đã rất gần, rất gần rồi. Gần đến mức có lẽ chính là ngày mai bên ngoài lỗ hổng tâm hoang đại giới trong phạm vi 10 vạn mét tràn ngập gió lốc dù bên ngoài có gió lốc nhưng mỏng manh nhiều đó là tu sĩ ba chân giới hợp sức nhau tới gần ba hướng trú đóng lại hợp thành ba trận doanh nối tiếp nhau trận pháp cấm chế chiến khí có uy lực khổng lồ mọi vực tràn ngập xung quanh tất cả đều tỏa định cái lỗ hổng tam hoang đại giới bình thường tu sĩ của ba trận doanh bị phái đi vào gió lốc gần lỗ hổng làm trinh thám quan sát chặt chẽ nhiệm vụ này đặc biệt lấy tu sĩ cửu phong làm chủ bởi vì dù đệ tứ chân giới âm thánh chân giới có thể chống đỡ được gió lốc nhưng không nhiều như tu sĩ cửu phong bởi vì tu minh là chủ ý chí của toàn chân giới cho nên hễ là có khác ứng thần thức của hắn có thể nói là tu sĩ nào có duyên pháp tu minh ngưng tụ đều nằm trong gió lốc này di động phạm vi lớn không bị ảnh hưởng chỉ cần tu minh muốn thì hắn có thể khiến gió lốc chỗ này biến mất ngay lập tức nhưng mà hắn không muốn làm như vậy có bảo tố tồn tại đối với tam hoang đại giới càng tốt hơn dù sao đây là phòng hộ thiên nhiên đạo thượng chân giới căng thẳng yên tĩnh trước bảo tố hình thành áp lực bao phủ toàn chân giới âm thánh chân giới đệ tứ chân giới cũng chuẩn bị đại quân tu sĩ đợt hai đây là cuộc chiến tranh cùng thắng cùng bại đây không phải là tranh đấu nội bộ nếu là nội chiến thì dù thắng hay bại sống hay chết kết quả cuối cùng chỉ là quyết định phe nào là bá chủ bây giờ trận chiến tranh này là ngoại địch xâm nhập là cuộc xâm lược nếu thất bại thì bốn chân giới sẽ bị nô dịch vô số tu sĩ sẽ bị tiêu diệt tam hoàng đại giới sẽ đổi chủ vốn âm thánh chân giới để tứ chân giới cảm thấy cửu phong lại nổi lên ở đạo thần chân giới vốn không có tư cách làm chủ đạo thần thậm chí nhiều người ở hai chân giới đều cho rằng nếu đạo thần chân giới đã trở thành phế tích thì không cần thiết tồn tại không bằng trở thành một khu chiến trường bố trí toàn đạo thần chân giới thành nơi hiểm địa từng có nhiều cường giả trong hai chân giới ủng hộ cách nói này nhưng mà hiên tôn của âm thánh chân giới thậm chí là ý chí cổ xưa nào đó dám lâm đệ tứ chân giới đều phủ định chẳng những lễ ngộ sứ giả đến từ cửu phong còn rất khách sáo nữa rất nhiều tu sĩ khó hiểu không biết sao nổi lên tin đồn nói là sau lưng cửu phong đạo thần chân giới tồn tại cường giả giống như hiên tôn trong bốn chân giới tam hoàng đại giới vậy chính vì có người này tồn tại mới khiến cho hai chân giới khác xem trọng cửu phong lời đồn này hư vô mờ mịt có người tin có người không có người khinh thường nhưng mà mặc kệ thế nào thì ba chân giới đồng minh công thủ trong tình huống ngoại địch tùy thời buông xuống là chỗ dựa vững chắc cho nhau giờ phút này cường giả được đồn là hiên tôn có chỗ dựa vững chắc sau lưng cửu phong tô minh đang ở trong vòng xoáy âm tử mặt lạnh lùng ánh mắt dứt khoát xé gió lao sâu vào trong vòng xoáy âm tử từng sống gần vòng tròn xoay quanh tô minh hình thành lực lượng phòng hộ từ chiếc nhẫn chí bảo lực lượng tràn ngập quanh tô minh khiến cho hắn có thể lao nhanh sâu trong cái vòng xoáy âm tử tốc độ của hắn rất là nhanh khi ngày thứ sáu sắp hết, thì hắn đã vào sâu bên trong nơi tu minh chưa từng đến. vòng xoáy âm tử quanh thân tu minh ngày càng hẹp hòi, lực hút ngày càng mạnh, càng lớn hơn. bên tai có tiếng xoáy trù đinh tai nhức ốc. Nếu vào sâu thêm một chút nữa là ta có thể cảm giác được bên trong vòng xoáy âm tử này có một sự tồn tại không thể tưởng tượng. thiên linh lão nhân kích động nói, túm lấy tu minh vọt tới đằng trước. khi thiên linh lão nhân mang theo tu minh lao ra thì bỗng trong vòng xoáy có sự bài xích mãnh liệt biến thành gió trong gió yếu ớt nhưng mà khi quét tới thì như đông lại cái vòng xoáy khiến cho vòng xoáy âm tử khựng lại dấy lên bảo tố dù là thiên linh lão nhân cũng phải đỏ mắt thụt lùi bảo tố này nhìn như đột ngột khoảnh khắc xuất hiện tu mình còn đỡ một chút chỉ thấy người tê rừng trong chớp mắt mất đi tu vi lý trí trống rỗng người khựng lại thiên linh lão nhân thì người run rẩy nhanh chóng thụt lùi liên tục học ra ba ngụm máu vẻ mặt hoảng sợ nhưng rồi lão ngửa đầu mà cười to. <cười> quá nhiên là như vậy mà, quá nhiên là như vậy, ta suy đoán không sai, trong thiên địa này không có khả năng tồn tại sinh mệnh bất diệt, tất cả sinh mệnh đều có thiên địch, mỗi tồn tại đều phải chết cả. Thôi Minh à, đi sâu vào trong, đi tới chỗ sâu nhất, nơi đó ẩn trấu bí mật, nó liên quan tới ngươi biểu tình của thiên linh lão nhân điên cuồng cười to bỗng nhiên xoay người ngấn đầu nhìn cái vòng xoáy âm tử vô tận bên trên khi lời nói của thiên linh lão nhân chấm dứt thì ngày thứ bảy đến ngày thứ bảy đến đại biểu linh tiên kiếp của tu minh giáng xuống ở trán tu minh lập tức xuất hiện huyết ấn ứng ký màu chống hòa tan trở thành tơ máu tơ máu phủ lên toàn thân tu minh như bào vây hắn trong huyết võng bên ngoài vòng xoáy âm tử một hướng khác nơi đất man tộc bền bồng trong không trung khi Đức manh tộc cách cái vòng xoáy âm tử có thể nhìn lên không trung, giờ đang có hai người yên lặng đứng. Hai bốn người rất mơ hồ, dường như không chân thực. Không biết bọn họ tồn tại nơi đây bao lâu rồi, yên lặng nhìn cái vòng xoáy âm tử. Trong đó một người thân cao thấp bé, nhưng mà không phải người lùng mà là một đồng tử. Người khác thì toàn thân bị sương khối quấn quanh. Mỗi chỗ sương khối xoay tròn như biến thành con mắt. Nhìn người này như thấy vô số con mắt trên thân. Trên người họ không toát ra chút hơi thở nào, bọn họ đứng ở nơi đó như có thể tránh khỏi một vài quy tắc ý chí của chân giới thực lâu sao đồng tử thở dài Ê, ngươi nhìn ra tu di của người này không người có thể đoạt xá đạo thần chân giới đừng nói là lão phu không nhìn ra trong tam hoàng đại giới số lượng đếm trên đầu ngón tay mà thôi bên ngoài đồng rằng người này giống như ngươi và ta là hiên tôn nhưng mà bọn họ không biết người này sớm vượt qua hiên tôn ở trên ngươi và ta nhưng ta khó hiểu là tất cả linh tiên đều bị trấn áp tại đệ tứ chân giới nhưng mà tại sao hắn lại trở thành linh tiên được chứ hai người này rõ ràng là hiên tôn của âm thánh chân giới đệ tứ chân giới trong đó nếu tụi mình thấy đồng tử sẽ nhận ra ngay đó là sư phụ của trường hà mà hắn từng thấy trong ảo ảnh trên hài cốt của trường hà còn cái bóng xương khối từ việc y hiểu về linh tiên thì là nhìn ra được y trở thành hiên tôn của đệ tứ chân giới có được rất nhiều bí ẩn liên quan đến linh tiên tam hoang đại giới lúc trước bị đè nén. Đừng quên chúng linh điện trong truyền thuyết. Bốn dáng toàn thân ẩn trong sương khối im lặng, một lát sau khàn giọng nói. Chúng linh... hả? Đồng tử định nói cái gì thì chợt ngẩn đồ, con ngươi coi rút. Gã thấy toàn chân giới trong chớp mắt xảy ra biến đổi làm cho gã hoảng sợ. Cùng lúc đó, khí thế trên người gã nhanh chóng bùng phát, dường như bị kích động mãnh liệt đây là linh tiên kiếp đáp lại gã là cái người sương mù đứng bên cạnh gần từng chữ ẩn chứa khó tin đến chữ cuối thì rất cao bóng sương khói chỉ kịp nói ra ba chữ linh tiên kiếp khi chữ kiếp thốt ra khỏi môi thì người gã đông lại trời đất tĩnh lặng hư vô bất động như vạn vật vĩnh hằng như chúng sinh chững lại bao gồm trong địa tứ chân giới hiên tôn bí ẩn cường đại cũng bị dập tắt tất cả dấu vết sinh mạng trong thiên ý khó có thể hình dung đây không phải là cái chết, nó là một loại tịch diệt giữa sống và chết. Tất cả tồn tại trong khung trời này khi thiên ý giáng xuống thì không dám sống, càng không được phép chết, cho nên chỉ có thể tuyển chọn, trở thành tạm thời trắng xóa, trở thành phong nền trong thiên ý buông xuống. Mặc kệ có muốn hay không thì vẫn phải như vậy. Đồng tử lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, khó tin. Gã rất ít khi hoảng hút như vậy. Hôm nay chẳng những có vẻ hoảng hút nó động lại trên mặt của gã như đến vĩnh viễn vì thân hình của gã trong giây phút này hoàn toàn chững lại chỉ có sự kinh khủng trong mắt còn người chiếu ra ảnh ngược cho người ta thấy hình ảnh chân thực nhất về khung trời tĩnh lặng trong con người của đồng tử ảnh chiếu ra gió lốc đôi khi tồn tại trong đạo thường chân giới đã tĩnh lặng trong hư vô bao gồm tất cả quy tắc trong toàn chân giới như bị vô hình đóng băng chớp mắt vĩnh hằng mọi thứ lặng đi đức man tộc bên cạnh vòng suối âm tử cũng giống như vậy người ma tộc ở trên đó máu chảy xuôi, trái tim đập, lực lượng tu vi, thậm chí là suy nghĩ của họ ở trong giây phút này đều yên lặng. Mọi người bao gồm cả phương thương lan đều trở thành pho tượng, bị đông lại ở trong hư vô. Họ giữ lại vẻ mặt lúc trước, họ không hay biết sinh mệnh của mình đã bị chững lại. Không chỉ là mọi người ở nơi đây, trong đạo thường chân giới, có thể nói là tất cả sinh mệnh ở khắp nơi, tất cả tồn tại. Mặc kệ là tu vi gì, đang ở đâu, làm cái gì, dù là có sinh mệnh hay là không, trong khoảnh khắc này theo quy tắc yên lặng mà đông lại. Ý nguyện của các tộc nhân, của cường giả, của chủng quần vào giây phút này trong thiên ý kia, nhỏ bé đến không thể giải dụa được chút gì. Trong cửu phong, trăm vạn tu sĩ đang làm việc, dù vị trí của họ là ở đạo thường tông thì vẫn khó tránh khỏi cái thế giới tĩnh lặng này. Trong một giây họ không nhúc nhích, đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử, mọi người đều như vậy, không có ai ngoại lệ cả. Còn có bên ngoài cái lỗ hổng tâm hoàng đại giới, phòng tuyến thứ nhất đối kháng ngoại tộc đến từ âm thánh chân giới, đệ Thứ chân giới, cửu phong. 30 vạn tu sĩ và mấy chục người ở trong gió lốc từng giây từng phút quan sát chặt chẽ cái lỗ hổng, bao gồm gió lốc trích sắc nhọn dường như vĩnh viễn sẽ không tạm dừng, nay cùng nhau tĩnh lặng. Dường như thế giới này trở thành một cái cuộn tranh vĩnh viễn. Bình lỗ hổng tam hoàng đại giới có hai tu sĩ đến từ cửu phong, họ giữ lại vẻ mặt rung động trước đó, dường như phát hiện quân tình nào đó phải báo cáo ngay, mắt nhìn chầm chầm vào cái lỗ hổng tam hoang đại giới, thân thể định thuộc lùi nhưng lại không nhúc nhích. Lỗ hổng tam hoang đại giới đang có bảy, tám người, vẻ mặt âm u, sát khí, đang từ bên ngoài cất bước đi tới. Nhưng mà khi thân hình họ bước vào tam hoang đại giới thì bất động, xuyên qua lỗ hổng tam hoang đại giới sẽ thấy có vô số tu sĩ âm thánh chân giới, đệ tứ chân giới, ai nấy biến sắc mặt, hoảng sợ dừng bước, không dám bước vào nữa, thân thể của họ vẫn hoạt động được, nhưng mà chỉ cần bước vào tam hoang đại giới này thì nhất định sẽ bị đông lại vĩnh viễn. Có hai cái bóng mơ hồ xuất hiện trong trời sao bên ngoài lũ hổng tam hoang đại giới. Đó là ý chí tối cao nhất, đại biểu cho âm thánh chân giới, địa tứ chân giới. Nhìn hai người này thì thấy đó là một nam một nữ. Nữ đại biểu cho nghịch thánh, còn nam thì đại biểu cho ám thần. Thân hình hai người do sương khối tổ thành, nhanh chóng lan tràn, không thấy rõ hình dạng của họ, nhưng mà từ ánh mắt nghiêm túc sẽ thấy trong lòng họ không bình tĩnh. Đây là... Là linh tiên kiếp Trong tâm hoàng đại giới có người đang độ linh tiên kiếp Hai người im lặng Một lát sau khàn giọng nói Hai người liếc nhau Dù đối địch với nhau Nhưng có cùng mục tiêu là tâm hoàng đại giới Bởi vậy họ thấy trong mắt đối phương Có tia cẩn thận, chú trọng Khoan hãy tiến lên Chờ người này đổ kiếp xong rồi hãy lại vào tâm hoàng đại giới Người đàn ông im lặng dây lát sau Khẽ thở dài từ từ nói Người đàn ông thúc lợi xong thì vô biên vô tận tu sĩ ở sau lưng của gã cũng lùi ba bước. Trong tâm hoàng đại giới cũng yên lặng trừ đạo thần chân giới ra, còn có âm thánh chân giới, minh hoàng chân giới, đệ trứ chân giới. Có thể nói trong tâm hoàng đại giới này, toàn bộ khu vực ở trong nháy mắt trở thành yên lặng, bình tĩnh như nước, yên tĩnh không gượng sống. Chỉ có cái vòng xoáy âm tử trong một chớp mắt thành tồn tại duy nhất, không bị đông lại trong tâm hoàng đại giới, vòng xoáy âm tử vẫn còn đang chuyển động không hề bị tam hoang đại giới ảnh hưởng dường như là linh tiên kiếp khiến tất cả tồn tại kinh sợ dù là âm thánh chân giới địa thứ chân giới cũng tạm né tránh cái mũi nhọn nhưng mà không thể lay động được sự vận chuyển của vòng xoáy âm tử mỗi một thế giới trong vòng xoáy âm tử cũng giống như vậy bên ngoài mọi thứ tĩnh lặng nhưng mà bên trong thì hoạt động tự nhiên như trước kia tất cả biến đổi bên ngoài đối với cái vòng xoáy âm tử thì như cách hai đại giới còn người tụi mình coi rút, ngẩng đầu nhìn lên trên cái vòng xoáy. Phía không xa mắt của thiên linh lão nhân sáng ngời. Lão chờ đợi cái ngày này đã rất lâu rồi, rất lâu rồi. Hiện giờ rốt cuộc nó đã đến rồi. Khi thế ngày càng mạnh mẽ phát ra từ thiên linh lão nhân, ngưng tụ lại những cái lưỡi kiếm sắc bén sắp rút khỏi vỏ. Đã có ý chí chém trời. Khi xung quanh lại xuất hiện cái vòng xoáy, vòng xoáy chuyển động ẩn chứa ý chí của thiên linh lão nhân, trở thành bảo tố thứ hai trong cái vòng xoáy âm tử đôi mắt của thiên linh lão nhân lóe tia sáng khó tả đó là tia sáng mãnh liệt nhất trong trời đất có thể tổn thương mọi sinh mệnh đối diện ánh mắt này chính lúc này có tiếng nổ vang khắp đạo thường chân giới khó tán trong mọi phạm vi ở trong tâm hoang đại giới khi thanh âm vang lên một tia chớp chỉ thô cỡ cái cánh tay người bình thường màu đỏ rực ngưng tụ trong hư vô bên ngoài vòng xoáy âm tử tia chớp xuất hiện hư vô bị ảnh chiếu màu đỏ máu như là huyết hải địa ngục trong tầm mắt đều là màu đỏ thẫm ánh sáng lan tràn khắp đạo thần chân giới, tràn ngập âm thanh chân giới, minh hoàng chân giới, còn có đệ tứ chân giới bí ẩn. Dù là thường nguyên phế địa trong giây phút này, khung trời bị ánh sáng đỏ bao phủ. Tì chấp mới ngưng tụ thì biến thành vệt sáng đỏ. Khi thế khó tả như muốn cuốn toàn bộ tâm hoang đại giới vào trong cái vòng xoáy âm tử. Trong quá trình dán xuống này nó tỏa ra ánh sáng tràn ngập tâm hoang đại giới, chớp mắt nghịch chuyển, coi rút, cuối cùng ngưng tụ một chỗ khiến tia chớp này đỏ nhất đất trời. Khi chớp xông vào cái vòng xoáy, vòng xoáy đang xoay tròn rung lên, thì chớp đỏ cũng rung bần bật, màu sắc ảm đạm một chút nhưng mà vẫn mạnh mẽ xông vào, phát ra tiếng nổ kinh trời. Thế như trẻ tre xuyên thấu xương khối vòng xoáy âm tử, lao hướng tu minh ở sâu bên trong. Nó giống như là truy mệnh lôi, tỏa định tu minh. Dù hắn tránh ở đâu thì nó nhất định dán xuống, không trừ đi sự sống của hắn thì tuyệt đối không bỏ qua. Tu minh mất bảy ngày đến sâu trong vòng xoáy âm tử nhưng mà tia chớp chỉ một chớp mắt đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tia chớp đỏ thẫm lộ ra điên cuồng bá đạo, hủy diệt đại biểu cho ý chí mạnh nhất tâm hoàng đại giới, như là tơ máu trong mắt của người phát điện vậy. Khi tu minh trông thấy tia chớp kia, thì tia chớp đỏ phát ra tiếng nổ điếc tai, khoảnh khắc tới gần. Bảy linh tiên kiếp, kiếp sau mạnh hơn kiếp trước. Giọng nói tàn thương của thiên linh lão nhân vang vọng. Thiên linh lão nhân cất bước tới trước, nhưng mà khi lão nhất chân lên thì mắt tu minh lóe tia hung tận đây là linh tiên kiếp của hắn nếu đều do thiên linh lão nhân đối kháng thì tu minh không muốn hắn muốn mình thử độ kiếp chỉ có như vậy thì trong tương lai dù tu minh có gặp nguy hiểm gì đều giữ ý chí kiên cường đi tiếp trừ phi tu minh không thể độ qua mới cần người ngoài trợ giúp còn lại thì hắn sẽ tự mình đối diện với cái tay kiếp này là kiếp cũng là tạo hóa mắt tu minh lóe tia sáng Kiếp thứ nhất này giảng bối có thể tự mình giải quyết. Tô Minh nói rồi lắc người, con mắt thứ ba ở trán mở ra. Thì chấp đỏ nhanh chóng lao tới, phóng đại gấp trăm, ngàn lần, vô số lần trong mắt Tu Minh. Hắn giơ lên tay phải, ấn pháp quyết vỗ vào con mắt trên trắng. Tu Minh che đậy của mắt thứ ba, ý chí chân giới. Ý linh tiên trên người Tu Minh phút chốc này bùng phát. Dù bên ngoài chân giới đã yên lặng, nhưng mà hắn ở đây, hắn chính là chân giới, hắn chính là chúa tể của ý chí đạo thần. Di sơn Tô Minh vùng tay áo Hai tay dơ lên chấp vào nhau Đâm lên đỉnh đầu Xung quanh Tô Minh xuất hiện 10 vạn ngọn núi Cùng nhau biến ảo ngưng tụ hướng hắn chồng lên nhau Hình thành ngọn núi dữ tợn, cao ngất Và chạm với tia chấp đỏ trong tiếng nổ điếc tai Nhìn từ xa không giống như tia chấp mạnh mẽ buông xuống Mà ngược lại như là Tô Minh chủ động xuất kích Khi tia chấp và ngọn núi đụng chạm Người Tô Minh rung lên ngọn núi hung tợn do mười vạn ngọn núi chồng lên nhau rung bần bật trong tiếng gầm rú ngọn núi không ngừng tan vỡ phút chốc thành bốn năm mảnh tuy chấp tím tối đi một chút nhưng mà tốc độ vẫn như vậy sát khí kinh người rít gào lao hướng tráng tô minh trong mắt thiên linh lão nhân sâu thẳm lão nhìn tô minh không đi cứu ngay nếu mà tô minh không lựa chọn tự mình độ kiếp thì dĩ nhiên lão sẽ trợ giúp nhưng trong lòng đoán thành tựu của hắn sẽ dừng bước lại tại đây một người không dám đối diện linh tiên kiếp của mình thì cuộc đời này không thể nào có thành tựu lớn được. Cuối cùng chỉ rơi vào chúng sinh, chẳng những tu vi không tăng tiến mà còn tán loạn. Bởi vậy thiên linh lão nhân nhìn chuyện tu minh yêu cầu tự mình đổ kiếp, thấy ra hắn có đảm đương. Người như vậy làm cho lão tò mò, có thể độ qua kiếp thứ mấy. Kiếp của hắn bởi vì ta tồn tại nên khác với người ngoài. Chỉ là kiếp thứ nhất đã vượt qua điều ta hiểu rồi nếu không phải chỗ này là cái dòng xoáy âm tử thì uy lực của kiếp nạn này sẽ khủng bố hơn nữa kìa. Thiên linh lão nhân nhíu mày, nhìn ti chớp đỏ nhanh chóng lao tới gần Tô Minh. Mắt Tô Minh lóe tia sáng, đối diện linh tiên kiếp cường đại, thuộc di sơn của hắn rất khó đối kháng được. Lúc trước hắn đã đoán ra rồi, cho nên bây giờ núi to do 10 vạn ngọn núi chồng chất tan vỡ. Không chờ ti chớp đỏ tới bên cạnh, thì hai tay của hắn ứng pháp quyết, vỗ hướng ngược mình, cú vỗ này làm cho tô minh lùi mấy bước há mồm ra bắn ra tia sáng tím tuyệt ý kiếm rít gào bay ra ánh sáng tím tỏa ra rực rỡ bao phủ xung quanh tô minh hình thành cái vệt sáng chói mắt từ xa nhìn lại tô minh giống như là thanh kiếm màu tím to lớn ở trong vòng xoáy âm tử tuyệt ý di sơn mắt tô minh chớp lóe nhiều tơ máu đó là tô minh điên cuồng vận chuyển tu vi ở trong người thúc đẩy tuyệt ý kiếm dùng lực lượng của thanh kiếm này lây động khung trời liên tiếp mấy chân giới dẫn động ngàn vạn ngọn núi triển khai thuộc di sơn mạnh nhất kiếm hình núi lúc xa xưa có chỗ giống nhau ở trong tay của người lá cây hay nhánh cây kim ngân thiết vũ khí đều trở thành kiếm được thiên thủ đại địa thiên sơn cự mộc thương đều có thể thành kiếm được cho nên lấy kiếm dẫn động di sơn đây là cách mà tu minh nghĩ ra khiến cho thần thông di sơn của hắn càng mạnh hơn bây giờ tu minh lập tức thi triển ý linh tiên lan tràn khỏi cái vòng xoáy âm tử tràn ngập trong đạo thần chân giới tam hoang đại giới tĩnh lặng theo ý chí của tu minh lan tràn ra trong đạo thần chân giới tu chân tinh từng có bây giờ vẫn đang tồn tại tàn phá đếm hoài không hết những đại lục ngọn núi vỡ nát bên bông trong một giây kêu vù vù như là bị hút đi linh hồn hồn núi toàn đạo thần chân giới bị tu minh rút đi những sơn hùng trong thời gian ngắn xuất hiện ở vùng xoáy âm tử. Xung quanh hắn, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn, mãi đến khi trăm triệu, nếu không phải chúng nó vòng quanh thì sợ là chỗ tu minh không chứa nổi. Những sơn hồn này chồng chất lên nhau, lấy tu minh làm trung tâm, mũi kiếm tuyệt ý kiếm trước mặt làm đỉnh núi, nhanh chóng biến ảo, chồng chất, chớp mắt đã là ba trăm triệu ngọn núi. Ba trăm triệu ngọn núi dung hợp, chồng lên nhau, ẩn chứa phong vô thượng của tuyệt ý kiếm, ngưng tụ ra sơn hùng đạo thần hùng hùng không thể phá hủy vòng quanh tô minh biến thành một ngọn núi cao màu tím phía không xa thiên linh lão nhân thấy cái tình cảnh đó thì con ngươi co rút lần đầu tiên thiên linh lão nhân phát hiện kỳ tích ở trên người tô minh dù là năm xưa tại thế giới chúng linh điện hay đi ra ngoài hoặc là bây giờ đối kháng linh tiên kiếp hàng loạt hình ảnh hiện ra trong đầu của thiên linh lão nhân tiểu tử này dối che giấu thuộc pháp của bản thân Ví dụ như thần thông trước mắt này, nếu trước kia hắn thi triển ra thì sẽ cường đại rất nhiều. Có thể nói là không động thì thôi, nếu động là kinh người. Thiên linh lão nhân nhìn tu minh hóa thân thành ngọn núi màu tím, thở dài. Thiên linh lão nhân biết không phải tu minh lỗ mãn nói là muốn cảm nhận linh tiên kiếp. Hắn sớm đã có chuẩn bị sẵn hết rồi. À, đáng tiếc mà, nếu như hắn là tộc nhân của ta thì... Thiên linh lão nhân lắc đầu, trong mắt ẩn chứa sự hâm mộ đại manh bộ lạc. Khi thiên linh lão nhân lắc đầu thì tu minh biến thành ngọn núi như mũi kiếm trong tuyệt ý kiếm. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Khi ti chấp đỏ tới gần nó dán xuống ngọn núi tím. Tiếng nổ điếc tai văng vẳng không dứt. Ti chấp tím, kiếp thứ nhất trong linh tiên kiếp, cũng là yếu nhất trong sáu kiếp khác, bị áp chế trong cái vòng xoáy âm tử, lại bị thuộc di sơn đầu tiên của tu minh làm cho yếu bớt vừa đánh vào tuyệt ý di sơn mà hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Tiếng gầm rú kịch liệt, tu minh biến thành ngọn núi tím rung lắc dữ dội. Tiếng kèn két vang lên, từng khe nước xuất hiện, từng luồng sáng đỏ dọc theo khe nước nhanh chóng lan tràn. Ánh sáng đỏ kia chính là lực lượng thi chấp đỏ, lực lượng phân tán, trút xuống, đối kháng với núi của Tu minh, bị khe nước suy yếu. Tiếng nổ đinh tai nhức ốc vang lên, ngọn núi tím do tù minh biến thành chợt vỡ ra thành nhiều mảnh ngọn núi do ba trăm triệu sơn hùng ngưng tụ hoàn toàn tan vỡ bên trong lóe tia sáng tím đó là sát khí mà tuyệt ý kiếm bí mật ngưng tụ lâu rồi sông hướng tia chớp đỏ đang giáng xuống giờ đã cực kỳ ảm đạm tiếng ma sát chối tai vang vọng đó là thanh âm tuyệt ý kiếm đụng chạm cùng với tia chớp thanh âm chỉ kéo dài hai giây mắt tu minh lóe tia sáng vọt ra ngoài lao hướng tia chớp đỏ đây là thần thông liên hoàng của tu minh Đầu tiên là di sơn, thứ hai là tuyệt ý di sơn, thứ ba là sát khí tuyệt ý kiếm xuất hiện. Dùng cách này liên tục suy yếu, sau đó tu minh ra tay. Tu minh dùng cách đơn giản nhất, nắm đấm đơn giản. Khi tuyệt ý kiếm thụt lùi lại thì một cú đấm đập vào thi chấp đỏ đã vô cùng ảm đạm. Tiếng nổ truyền khắp bát phương, người tu minh rung động mạnh nhưng mà hắn không hề lùi. Mà ngẩng đầu toát ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ, khí thế càng lúc càng mạnh, thi chấp đỏ trước mặt của hắn Kiếp thứ nhất linh tiên vỡ nát. Khi thế của tu minh đạt tới mức độ mạnh nhất, thiên linh lão nhân đứng cách không xa nhìn thấy tình cảnh này thì mắt lộ ra tia khen ngợi. Mặc kệ tu minh dùng cách gì, hắn thực sự tự mình đối kháng với linh tiên kiếp. Có lẽ chuyện này không tăng tu vi, nhưng mà trong lòng, trong ý chí cho tu minh tăng vọt, sải bước dài. Linh tiên kiếp có bảy kiếp, dù kiếp của ngươi do lão phu dẫn đạo mà đến đây. À? Nhưng lão phù đoán tối đa chỉ có ba kiếp mà thôi. Dù sao ngươi chỉ là thăng tiên một lần, lão phù có thể giúp ngươi vượt qua ba kiếp này. Nếu ngươi muốn tự mình đổ kiếp, thì lão phu sẽ lựa đúng lúc mà ra tay. Dù sao ta muốn kiểm chứng một suy đoán. Vậy bây giờ kiếp thứ hai đến rồi, ngươi muốn làm sao đây? Thiên linh lão nhân nhìn tu minh từ từ nói. Kiếp thứ hai này vẫn để cho giảng bối tự qua, Tu Minh im lặng mấy giây sau, chấp tay hướng thiên linh lão nhân. Khí thế trong người Tu Minh đang hùng hùng, bởi vậy dù kiếp thứ hai có mạnh đến đâu thì hắn phải vượt qua, quan trọng nhất là Tu Minh cảm giác khí thế không ngừng ngưng tụ, có cảm giác đột phá, là đột phá đẳng cấp sinh mệnh, là ý linh tiên ở trong người. Năm đó Tu Minh ở trong thế giới chúng linh điện thi triển một lần thăng tiên, không phải vì hắn không biết con số lần thăng tiên thứ hai, mà là vì Tu Minh cảm giác năng lực không đủ. Nếu cưỡng ép thăng thiên thì dù con số đúng nhưng mà chưa chắc thành công. Tựa như người bình thường có thể dơi lên một cái khối đá to cỡ một mét, rồi nhìn hướng tảng đá mười mét thì đành bất lực. Nhưng bây giờ tu minh độ qua kiếp thứ nhất, có cảm giác mãnh liệt là chỉ cần hắn lại đột phá một lần nữa thì sẽ có thể tiến hành lần thăng thiên thứ hai. Chính lần thăng thiên Tim tu minh đập nhanh nhưng mà không lộ ra ngoài mặt. Tu minh ngưỡng đồ nhìn vòng xoáy âm tử ở bên trên mắt lóe chiến ý và mong chờ ẩn sâu bên trong chỉ mình hắn biết. Cũng tốt, theo lão phu được biết thì kiếp thứ hai là ngủ lôi kiếp, kiếp nạn này. Thiên linh lão nhân gật đầu nhỏ miệng nói. Bỗng nhiên trên vòng xoáy âm tử của tiếng sấm sét thanh âm xuất hiện, thiên linh lão nhân lập tức thấy trong vòng xoáy như có năm màu sắc lấp lánh. Tình cảnh này khiến cho thiên linh lão nhân rung động tinh thần, mắt lóe tia sáng tập trung nhìn. Cái này, Thiên linh lão nhân nhìn rõ ràng ánh sáng nằm sắc sông thì biến sắc mặt, lộ ra vẻ rung động. Cùng lúc đó bên ngoài tang tương, trong tâm hoang đại giới tĩnh lặng, bốn hướng đông nam tây bắc chợt có bốn tia chớp ngưng tụ lại, hóa thành cầu vòng lao hướng cái vòng xoáy âm tử. Không có tu sĩ nào đuổi kịp tốc độ của nó cả. Chúng xuyên qua một giới chỉ trong khoảnh khắc, bốn vệt ánh sáng không ngừng giao nhau, đổi màu, có đen, trắng, đỏ, hồng, biến đổi lẫn nhau, chúng nó chớp mắt đến gần cái vòng xoáy âm tử. Khi chúng nó đến gần thì trời sao bên ngoài vòng xoáy âm tử xuất hiện vệt sáng thứ năm là màu vàng, uy nghiêm đại biểu vô thượng, màu vàng cực kỳ tôn quý, tựa như hoàng quyền trong thế tục vậy. Ánh sáng phủ lên bát phương, bốn màu khác vòng quanh nhưng mà không bao vây mà sắp hàng lao hướng vòng xoáy âm tử. Tiếng nổ ầm vang, năm vệt sáng xông vào cái vòng xoáy âm tử. Trong phút chốc xuất hiện ở trước mặt Tô Minh, bên tai Tô Minh nghe thiên linh lão nhân đứng gần đó làm bầm khó tin ngũ nhan lôi không ngờ lại là ngũ nhan lôi nếu là chỉ năm màu bình thường thôi không xứng gọi là nhan. chỉ có năm vật sáng trước mắt này mới là trong truyền thuyết khi thiên địa sinh mệnh sinh ra thì nhan cho bất cứ sinh mệnh nào dung hợp thọ nguyên dung hợp một ít huyền diệu chi luận màu đen không phải là đen như mực hoặc nên nói lúc ban đầu nó là cái màu gần như là màu vàng đen nhạt đó là màu đồng nhan màu đỏ có nhu hòa ung nhu tuổi xuân không phải hình dung con gái mà là bao gồm nam lẫn nữ tuổi trẻ khiến cho người nhìn sẽ đắm chìm vào trong đó ấy là hồng nhan màu hồng mang theo dụ hoặc quyến rũ mang theo tất cả nguyên thủy trong thiên địa có thể đốt cháy hồn người khiến cho người ta không thể không si mê không phải chỉ hình dung về con gái mà biểu đạt một loại đi qua tuổi hồng nhan ở tuổi khác tỏ ra trưởng thành phong vận ấy là phấn nhan màu trắng không phải trắng như tuyết đó là tang thương tựa như tóc trắng khiến cho ánh mắt của người ta rơi vào như thấy bộ dạng tuổi già của mình sau nhiều năm. Sẽ bức giác thở dài, cảm giác năm tháng đổi thay, trôi qua không dấu vết, lúc phát hiện thì đã già nua rồi. Đó là hạt nhăn. Còn cầu vòng màu vàng thì đó là chí cao vô thượng, như đang đứng ở trên đỉnh chúng sinh nhìn xuống mặt đất. Đó là sự cao quý khó tả, là tượng trưng cho hoàng quyền bá chủ ở Trường Giang, là thủ lĩnh mà bất cứ quần thể sinh mệnh nào cũng cần. Đó là lông nhăn đây chính là ngũ nhang đồng nhang hồng nhang phấn nhang lông nhang hạt nhang bao gồm nhân sinh ẩn chứa sinh mệnh dành cho hết thảy tồn tại năm loại nhang khác nhau giữa phút này năm vật sáng giáng xuống chúng nó tới gần thì thay đổi thành cái khuôn mặt Lào hướng tu minh tới gần trước tiên là đồng nhang mắt tu minh chợt lóe vừa lên tay phải chém hướng hư không trước mặt tu minh biết linh tiên kiếp khủng bố ra tay lại dốc hết toàn lực Trảm thường quyết xuất hiện ở trước mặt Tu Minh hóa thành cái cây cung vô hình, như trường đao chém xuống lao hướng Đồng Nhan. Lực tức trúng, lực phản chứng. khi cùng nhau đụng chạm với lôi Đồng nhang thì bùng phát, Tu Minh lùi ra sau, mắt sáng ngời, mặc dù Tu Minh dốc hết sức nhưng mà thần thông khác nhau thì độ mạnh yếu cũng khác nhau. Trảm thượng quyết chỉ là thử độ mạnh yếu của lôi này mà thôi, kết quả khác nhau thì Tu Minh sẽ thi triển thần thông khác biệt. Nhưng Tu Minh không ngờ là khi trường đao của Trảm thường Quyết va chạm với cái lôi đồng nhang kia, thì cái lôi đồng nhang rung lên tan vỡ. Tu Minh ngẩn ra, Lôi Hồng nhang và Phấn nhang rít gạo lao hướng hắn, mặt sau còn có nhiều khuôn mặt do lông nhang, hạt nhang biến thành xé gió lao tới. Tu Minh lùi lại mấy bước, định ra tay thì bỗng nhiên tinh thần chấn động. Tu Minh cảm thấy trong người như có biến đổi nào đó, thay đổi rất là quái dị, đặc biệt là tập trung ở gương mặt tôi mình cảm giác diện mạo của mình có điều thay đổi. Thế giới trước mặt của hắn như biến thành ngày càng nhỏ. Tâm hùng không tự chủ được, có cảm giác yếu ớt. Thiên linh lão nhân nhìn tu minh, lão thấy rõ bộ dạng của hắn hiện giờ như con nít vậy, đang màu chống thoái hóa, thành trẻ mới sinh. Mặt của thiên linh lão nhân lộ ra vẻ cây đắng. Đây là ngũ nhan lôi, thiên địa sơ sinh, chúng sinh được sáng tạo ra, được giao ngũ nhan công bình cho mỗi một sinh mệnh, đó là từ khi sinh ra sinh mệnh cho đến cuối cùng. Đánh đạt chúng đó, cảm nhận ngũ nhăn thì kiếp nạn mới thực sự xuất hiện. Giọng thiên linh lão nhân vang lên. Tu Minh nhận ra diện mạo của mình xảy ra biến đổi trời lông đất lỡ. Cảm nhận yếu ớt không khiến Tu Minh giật mình. Trong mắt của hắn lóe tia sáng lấp lánh. Hết tập 225 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát du